Shop Tuấn Nam xin được chào toàn thể các bác. Cái sản phẩm hôm nay shop xin giới thiệu với các bác là cái loại dòng sản phẩm dành cho các bác chuyên đi bẫy gà rừng. Thì tại sao tôi nói về cái sản phẩm chuyên bẫy gà rừng? Tại vì cái sản phẩm hôm nay mà shop giới thiệu là túi gà mồi, túi bổi và giò gà rừng. Thì cái sản phẩm đầu tiên đó là cái túi bổi, túi đựng gà nhé, túi đựng gà bổi này. Và tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm túi gà, túi đựng gà con mồi của bác khi các bác đi bẫy ấy. Đây là cái hàng sản phẩm mà shop hôm nay hàng mới về, màu sắc rất là ok, màu lá cây khô xen lẫn màu ngụy trang rất là đẹp. Cái túi này thì là nó có hai ngăn, một ngăn chính và một ngăn phụ kéo khóa. Các bác ngăn phụ là các bác có thể đựng những cái vận dụng đi rừng như là xích chân gà, hộp quẹt hay là bao thuốc chẳng hạn đều ok nhé. Thì cái sản phẩm đi kèm của cái túi gà này là bên shop sẽ tặng các bác một cọc cắm gà bằng inox. Đây là có cả bóng gà bằng inox này. Còn cái sản phẩm tiếp theo là cái hai cái mẫu giò gà mà bên shop giới thiệu. Đầu tiên là cái mẫu giò gà chân thép mạ đồng. Một bộ sản phẩm là gồm có 20 chân, khuyên đồng và dây dù siêu bền. Các bác chú ý xem kỹ video. Bên shop là có hàng như nào quảng cáo như vậy và video sẽ không chỉnh sửa và sẽ không chèn số điện thoại ở trên, mà shop sẽ ghi số điện thoại ở trên cạnh cái tiêu đề video. Nên các bác khi mua hàng thì sẽ được tư vấn trực tiếp hơn. Các bác lưu ý nhé, đây là cái dòng sản phẩm cáp xe 4 và chân thép mạ đồng, dùng siêu bền, khuyên đồng. Đó là sản phẩm tiếp theo ấy, là cái sản phẩm cũng là giò gà cáp xe, nhưng mà cái chân của nó là hoàn toàn là chân đồng. Các bác lưu ý là hoàn toàn chân đồng. Giá cả của hai bộ sản phẩm này sẽ khác nhau, nên các bác khi mua sản phẩm nào thì alo trực tiếp theo số điện thoại của shop. Các bác mua nhiều thì đã được giảm giá nhiều, còn nếu các bác mà mua một bộ thì chúng tôi sẽ không giảm giá được. Và nếu các bác mà mua hàng thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại của shop, luôn luôn lại cái tiêu đề video. Và cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ shop. Xin chào các bác, hẹn gặp mắt trong những cái video, những sản phẩm mới nhất của shop. Các bác nhớ ấn vào quả chuông để đăng ký kênh để shop cập nhật những cái video mới nhất.